thì nó phải biết là gì. Thứ hai là một số vấn đề thì nó phải biết. Bởi vì sau này mọi công việc, mọi thành phố và các cái trường năng lực đầu đáp của mình là có hai trường năng lực mà nó cũng mà tham gia thì phải là gì và gì phải là gì. Có hai trường năng lực trường năng lực. Chú ôn trong lý sơ trong video nghe. Cho nên bài học này mình sẽ gặp lại rất là nhiều và trong tương lai. Sau này mình sẽ hiểu sơ bộ thôi. Để ngay bước chân vào bệnh viện chúng ta hiện nay những mầm bệnh viện là gì? Khi muốn năm thứ ba là vào bệnh viện thôi. Nhưng mà bệnh viện là gì? Có cho hợp quả nằm viện, đâu này thì ai mà gia đình. Chỉ có nằm viện là một bệnh khác. Và có những hợp quả nằm viện. Thì ngày nay ngành y tế của mình sử dụng vào năm 1997. Và nó loại bỏ rất là nhiều cái bệnh khác mà mình thấy sai. Cho nên là rất nhiều tài liệu hiện nay và tổ chức y tế này ở đây lưu tìm hiện nay nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiễm khuẩn do thầy thuốc gây ra cho bệnh nhân do trong quá trình chăm sóc này. Như vậy nhiễm khuẩn này là hoàn toàn do thầy thuốc gây ra, không có thầy thuốc là không có nhiễm khuẩn bệnh viện. Như vậy đổ lỗi cho một người rất là quan trọng là thầy thuốc rồi. Thế nhưng nhiễm khuẩn này là bệnh nhân không có tình trạng của bệnh nhân viện. Bệnh nhân tại bệnh viện không có bệnh. Bệnh nhân hôm qua bây giờ nhưng mà sáng ra trời lạnh, bây giờ là ai bị bệnh nào đột quỵ, sáng ra đi xe máy chết lúc nào là ngạt gạch chết gạch tay. Còn hôm qua họ nhìn không gì đó, mình vào mình đặt người thì quạt, mình đặt cái sắp tiền, mình đặt cái đặt bệnh bốn mấy tám giờ sau khi nhập viện mình xuất hiện bụng bệnh thương nhiễm trùng tự tiêm nhiễm trùng hô hấp, thì tất cả những nhiễm trùng đó là hoàn toàn do mình gây ra. Nếu như mình làm gì cả là bệnh nhân chắc chắn không bị cái đó. Bây giờ mình làm xuất hiện nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng đường tiêm, nhiễm trùng là bệnh chưa. Mình làm gì cả lại không ra nhiễm trùng. Bố mới tạm đây đó thì tiền mà để xuất hiện nhiễm trùng có dấu hiệu lâm sàng và cần lâm sàng cùng mình coi đó là gì cùng bệnh viện. Như vậy nhiễm trùng do thầy thuốc gây ra là xuất hiện 48 giờ sau nhập viện, đó là hai nhiễm quan trọng đầu tiên. Và sau này tất cả mọi thầy thuốc của mình khi tiếp cận với bệnh nhân là mình phải xem dấu hiệu nào. Nếu như có dấu hiệu của bệnh nhân viên thì ghi nhận có dấu hiệu của bệnh để bệnh nhân có thể điều trị. Còn nếu khi mình quay lại thì bệnh án nó đã qua rồi, bệnh án điện tử của mình đã qua rồi, không sử dụng có nghĩa là cách gì khác của bệnh án giấy thì có nghĩa là còn lúc lại còn nghiệt lại là đánh thùng cưới vào công sở sự vai kỳ bây giờ thì bệnh án điện tử có nghĩa là mình phải cái này nhất định càng ngày càng cao, cho nên là sai càng có sự biến vì những con bệnh viện xảy ra ở đâu là các mối tiêu hoạt động của bệnh viện hay của thầy thuốc chỉ có phân tâm bằng lấy cụ thể để mình thấy mình nhà phải là có bệnh gì đâu, mình phải chịu một bệnh là lấy rồi hết bệnh khác. Như vậy tại vì mình là chữa bệnh cuộc sống là để bữa sau là thế nào phải lo mệt phải là thế chữa bệnh viêm gan viêm gan chẳng xong có thể nói ra bệnh nặng. Tại vì chỉ có bệnh nặng là bệnh thường này lỗi hoàn toàn của mình. Cho nên bệnh nhân của mình năm sáu phải đau hơn lúc trước, năm trước phải ít, năm sáu phải nhiều hơn, năm sau nhiều hơn nữa. Trong lúc đó là bệnh viện thì ngày càng mở rộng từ 300 giường đến 700 giường càng ngày càng đông, có nghĩa là thay đổi mình làm thế nào đó bệnh nhân không chịu. Và thứ hai là các nhà quản lý đều quên đó là tư bệnh sản phẩm. Ngày nghỉ là ngày rất là vất vả, rất là đặc thù và đặc biệt là rất là lòng đó. Mình chưa bệnh cho người ta, nhưng mà trong cuộc của bệnh nhân đó có những bệnh rất là nguy hiểm. Mà lấy cho mình không biết do thời điểm nào, mình không nhớ và biết tại sao mình bị đây. Gọi là phối nhiễm và bệnh nhiễm. Cho nên 10 năm nay tư bệnh sản phẩm. Cho nên ngày nghỉ mình vất vả rồi, rủi ro rồi, cho nên đời họ mất đại hội cao. Để lớn thì phối nhiễm là nhiễm nhưng không có tiền gì. Thì còn nên nhảy nếu như bây giờ thì chắc là sống không đủ. Nếu phối nhiễm là nhiễm không được. Mình đòi hỏi là thạc sĩ phải làm một kiến sĩ. Nhưng mà từ mấy anh phải sao thì cũng không biết được. Nếu như mình biết lấy ngay hôm nay thì làm được. Nhưng mình làm hai ba bốn năm sau mà để khi xuất hiện những bệnh mình phải từng năm lần mình lấy từ đâu ra đây. Nhiều nghề nghiệp sẽ lấy từ các cổ rất cao, ví dụ phòng thực tế, bác sĩ sản phẩm hóa, điều như kỹ thuật viên, những tất cả những hậu và
nhau xin ơn lấy kinh nghiệm cảm nhận cảm mình không nhìn qua xin ơn lấy sang thầy phụ cảm nhận nên mà không lấy bệnh nhân thầy phụ là đã đây là phải làm trong bệnh viện ngay mà từ bôi đến phòng giám đốc để bạn chị cũng biết hết để đó chuyện tin của dài để cùng bay mình lại ngay ở bệnh viện bây giờ phòng y vụ phải kẹt tầng hơn nóng tung cái đèn bệnh nhân ca nó đây đông thay một bác sĩ nắng đêm đói không đêm không cho và đây bây giờ một chuyện cần bệnh nhân bộ đốc khoa tại nguy cơ có những bệnh gì mới có cái đó để ai có em ai cắt kè mẹ ông không muốn một cái gì đôi lấy nhiều nói như thế để thực hiện đấy cái gì và biết để phòng nghề y là nghề đó là vinh quang người đó để ý. Năm 2014 với 500.000 nhân viên trẻ và bốn và mình còn 500 để từ gốc do lấy đi từ bệnh nhân sang con gốc thì có mắc bệnh bài nhiều thì dài ngày nhưng đặc biệt là viêm gan rất là nhiều còn các bệnh gốc thì bị láo bệnh đau lá mít nhiều lắm bệnh nặng viêm gan cũng biết biết mà đề phòng để đi bay tỷ lệ rất là cao trong một chuyên đề như hôm qua phải là những bệnh viện mà từ hôm qua từ năm 2 giờ đến thứ hai cũng đều chỉ một bệnh viện mọi người đang quay lại chuyên đề từ năm 2 giờ ngày hôm qua liên quan đến những đồ vật bệnh viện phải đến là tỷ lệ của bệnh viện họ bưng lắm từ 10 ngày vào viện là có 1 ngày mắc cái bệnh mới cho nên một ngày mình khám 8 bệnh nhân là chắc chắn là tương lai ngày mai mình có 87 và lấy cái bệnh khám tương lai nên năm ngày nay là ngày 6/6 bệnh đóng hết phần nữa chắc chắn là xảy ra như vậy lột hoàn toàn của bệnh viện các bệnh viện trung ương trung tâm tràng bệnh nền các hiện tượng phát triển nhân đó làm cho tỷ lệ bệnh viện rất cao bệnh nhân không biết bệnh nhân không biết mình tiếp cận người nhà sát và nhân số cả bệnh viện huyện cái bố hành đấy cả không có chắc tại đâu có đây thì có những bệnh viện tăng nhiều lần là vào đây rồi thì là đi lên cổ cái chiếc lá kẹt cả thì rất nhiều bao nhiêu cái cơ địa càng cao càng tăng lên cái lô là lô nhất định thấp nhưng mà mình không để ý mình tư vấn cho họ càng hay cho nên là bệnh viện cơ chắc chắn là không còn bằng bệnh viện tỉnh không còn bằng bệnh viện huyện về cái kiểm soát bệnh viện và còn tất cả đó là khó khăn thứ nhất và chỉ có một bác sĩ một tiêu viên nguy cơ gì của bệnh viện thấp hơn như vậy bệnh viện đáng nhẹ mà không nặng tư đáng lao và đáng kể ở đó bên của dài cũng nặng bệnh viện cơ mà tự nhiên mình ốm chờ bệnh viện đáng mức độ nào cũng tới mức độ đó thì dân thì không bị thì bác sĩ cũng phân loại những bệnh cái này là viên viện cơ hoặc là chó thật cái này lấy thật nếu mà khảo nó chắc không cần thiết cái bệnh viện cải tiến đó là cái kệ bệnh viện cơ có phòng cứu cơ mà nếu như ai thật ra nghị định 111 của chính phủ năm 2017 đã đưa ra những nguyên lời của các bệnh viện mà có sức khỏe thực hành đó là gì nguyên cơ tổ chức như vậy sinh viên học viên mình đang học viện đã nhất thay cuộc kiếm thì cũng đang trong những đã học cuộc kiếm thì đang trong trời đất trời là cái điều gì của nó là làm kinh nghiệm thôi nó rách giá không quá là chọn một cái nghiệp vụ và vì thế nên bệnh nhân càng phải tiếp nhận họ nặng nề đó là nguyên cơ kết thúc có đúng bệnh nhân địa huyền một trăm ngày sau có người tại do nhân bệnh chúng ở đây kiếm gì thì đều là có sinh viên năm ba là giờ thứ hai thì đều sinh viên năm giáo bạch giờ thứ hai năm năm giờ thứ hai đến đêm thứ hai đến đêm thứ sáu đến sáu thì giờ có thứ hai quan trọng trong vùng là kiếm ai nhiều nguyên cơ nhiều còn bệnh viện rất là cao bệnh nhân cũng có biết đó bệnh nhân không nghe mà thường là đêm quá tốt, càng quá tốt thì càng và nếu đây là nguyên nhân của mình là đi bệnh dài thì từ ngoài ra để chạm vào làm gì làm chăm lo làm nộp lại tiền đang nên chạy ra không hết và đó cũng là lý do là người bệnh càng ngày học càng lựa chọn càng tìm đơn giản và tư nhân thì chứ còn thì cứ nhắc vào bệnh viện là bị đáng sợ mà bệnh viện cũng cứ càng sợ nếu như vậy mình cũng theo nghị định 111
chỉ có bác sĩ mình phải gánh cái là bệnh nặng. Nhưng mà rất hay là bệnh nhân của mình cũng thích, hay là bệnh nhân của mình đang có một việc mình thích, người ta gọi là bệnh nhân ngưng ngưng, mà mình đang là lạm dụng. Một câu thôi, để qua được bao lâu? Bởi vì ta nghe điều gì? Nhỏ nhỏ nữa. Bệnh nhân có biết không? Hoàn toàn không biết. Bệnh nhân nói là cái nhân phải bác sĩ cái nhân cho mình nằm lại. Mà người ta tự dọc thì không cho mình nằm lại thì mình quét. Thực ra bác sĩ có làm sai. Lẽ nó bán này nó bị thôi, cho mình nằm lại. Mình tính là bị mẹ sẽ đưa lên. Còn đêm, không phải cho. Lẽ ra nhà bán này chúng ta bị thôi, bây giờ nằm lại ngay. Giờ quét, người đau quá. Thật ra là bệnh nhân nghiệp của mình. Tắm là dùng kháng sinh của mình. Nói kháng sinh, có nghĩa là trẻ với dùng kỹ. Bây giờ dùng răng mạnh, loại này. Để là bệnh nhân mình dễ con có trẻ đẹp. Mà nhân phải bác sĩ đó, ngoài được một năm. Mình còn lúc đi lên, bệnh nhân hoàn toàn. Và tất cả những điều gì bệnh nhân làm bệnh đá, nó hoàn toàn. Vì nãy mấy con đường kia mà làm, nếu bạn nhà bạn xe thì gặp nó còn đáng luôn. Khi nào thấy và mình cũng hoàn toàn có nghĩa là trong cái đoạn hiện nay làm được một sự hiểu biết về người bệnh và mình tồn tại còn những người bệnh hiểu biết hơn và nhận càng dài họ và đặt những lúc vào họ chịu họ với bệnh viện tư nhân nhận thấy bây giờ không đấy một đưa bạn yêu và đưa đâu mình sinh đẹp người gì đưa đâu mình em như vậy tất cả mọi chiếc cô người ta đặt làm còn học năm một tư và thì hết đi từ một năm chúng ta năm ba ngày năm ba năm năm một ngày từ một đi mà còn cách nên bệnh nhân có gì biết hơn họ sẽ đưa cho cái dịch vụ và nếu như ra không tốt thì bệnh viện mình đặt cái tiêu đi bên lề bệnh viện đặt bệnh viện đặt bệnh viện thì là bệnh viện sẽ hoàn lại bệnh nhân không còn như mấy bệnh no.